chung là gần nửa năm. Thì những cái viên đá thô sau khi được giao cho các nghệ nhân để họ có thể chế tác và tạc, thì ở những cái video đợt trước em quay về những cái quá trình mài đá thì cũng có quay sơ thoáng qua về những cái tác phẩm của chúng ta đang trong quá trình gọi là cà nhám ha, làm nhám và chuẩn bị đánh bóng. Thì ngày hôm nay cái lô hàng của chúng ta ha đã hoàn thành và đang hiện diện trước mắt chúng ta đây. Và em xin thưa với quý vị rằng là qua cái video này ngày hôm nay em đăng, thì anh chị em nào chúng ta ân ý với những cái tượng nào thì chúng ta nên chốt ha quý vị ha. Bởi vì sau ngày hôm nay, nói chung là sau cái video này, thì có thể là sắp tới thì cái lô hàng này em sẽ giao ra ngoài khu vực phía Bắc ha anh chị em ha, nó không còn trong này để cho chúng ta xài đâu đó. Thì anh chị nào thích thì cứ chốt ha, còn không thì em đẩy đi, tại vì bên LNG thì thường là đẩy lô ha quý vị ha, bán cung cấp sỉ và lẻ. Thì bây giờ LNG xin mời quý vị xem qua những cái tượng Phật của chúng ta, hoàn toàn là từ đá thiên nhiên và được tạc bằng tay ha quý vị ha, từ các nghệ nhân. Rồi thì cả nhà của chúng ta cùng em xem qua những cái bức tượng của chúng ta ha. Vâng, để đăng ký kênh Đá Phong Thủy LNG, chúng ta vào YouTube và gõ Đá Phong Thủy LNG. Sau đó chúng ta click vào mục đăng ký nha quý vị nhé. Rồi tiếp theo chúng ta click vào cái phần cái chuông hay hướng dẫn như trên. Và chúng ta chọn cho cái mục tất cả ha quý vị ha, để đón nhận những cái video về LNG. Và đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ LNG có thêm động lực làm những cái video và chia sẻ kiến thức đến quý vị nhé. Vâng, và thì bây giờ chúng ta cùng nhau bật nắp ha quý vị ha. Bật nắp xem qua những cái tượng của chúng ta. Vâng, thì thường thì tượng nó hay bị bụi nên thường là em hay đóng hộp như thế này để tránh những cái tình trạng như là bụi bẩn ha quý vị ha. Xen vào những cái kẽ, bởi vì tượng chúng ta được khắc rất là chi tiết. Nó thành ra là cần phải là có hộp rồi này nọ đựng, đóng đựng đồ đàng hoàng. Phàm là đá quý hiếm mà cả nhà. Ây da, quá trời trời á. Vâng, đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau xem qua những cái tượng ha, những cái tượng đã được tạc. Thì trước mắt chúng ta đây thì hầu như là những cái tượng mà tạc đều được gửi cái tâm vào bên trong những cái tượng tạc của chúng ta ha. Và tất cả các tượng ở đây thì các cái tượng ở đây đều được tạc từ cái tâm và cái kỹ thuật của người thợ ha quý vị ha. Vâng, thì trong cuộc sống của chúng ta ai cũng mong cầu một cái điều là gia đạo bình an, gặp nhiều may mắn và sức khỏe và hạnh phúc ha quý vị ha. Thì trước mặt chúng ta đây là một cái tượng ruby, một cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng ruby. Mà nói về tôn giáo đạo Phật của chúng ta thì khi mà nghĩ tới Quan Thế Âm Bồ Tát là nghĩ đến cái sự từ bi hỷ xả ha quý vị ha. Thì ở đây tượng của chúng ta được tạc là một tượng Ngài Quan Âm tọa đài sen ha quý vị ha, và cầm bình cam lộ. Thì quý vị có thể thấy là chi tiết khá là sắc nét ha quý vị ha, chi tiết khá là sắc nét. Và đá thì quý vị có thể thấy là cấu trúc đá thì cũng rất là chắc ha quý vị ha. Vâng, thì đây là một cái tượng Quan Âm bằng ruby. Khi mà chúng ta lên vàng 18 bọc vào thì rất là đẹp ha quý vị ha, độ bóng thì lại cao. Cái tượng chúng ta được tạc hai mặt ha quý vị ha, đó, rất là đẹp luôn. Và hoàn toàn là tạc tay chứ không phải chạy CNC ha quý vị ha. Đó, đây là một cái tượng Quan Âm. Thì quý vị có thể thấy là khuôn mặt khá là cân đối, phúc hậu, và những cái nét tạc khá là uyển chuyển ha quý vị ha. Bằng chứng là chúng ta có thể nhìn trên cái tượng, nhìn vào những cái điểm sáng, tức là những cái điểm bóng á, để chúng ta có thể thấy là chi tiết khá là uyển chuyển ha quý vị ha, khá là đồng điệu và khá là chi tiết. Thì vâng, thì em sẽ để lên tay của em cho quý vị có thể xem ha. Thì với cái tượng này thì chúng ta có thể lên mặt di truyền cho chị em phụ nữ rất là tuyệt vời.
Để em đo cái kích thước ha. Vâng, chiều cao của tượng là 2,8 cm ha. Chiều ngang của tượng là 2,2 cm ạ. Và chiều dày khá rắn chắc là 6,2 cm. À lộn, xin lỗi, 6,2 ly ha quý vị ha. Hơn nửa cm. Rồi thì chúng ta đến một cái tượng khác ha quý vị ha. Thì kế đến chúng ta lại có thêm một cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ha quý vị ha. Và hầu như các tượng ở đây đều được tạc là Phật Quan Thế Âm Bồ Tát và Phật Di Lặc quý vị ạ. Bởi vì sao ạ? Vì nhắc tới Di Lặc thì chúng ta cũng thừa biết rằng là nói đến cái độ hoan hỷ, vui tươi và hạnh phúc, mạnh khỏe hả quý vị ha. Và nhắc tới Quan Âm thì ai cũng nghĩ tới cái vấn đề mà nghĩ tới cái điều mà gọi là từ bi hỷ xả. Thì khi mà chúng ta dùng những cái tượng Phật, tâm chúng ta trong thì mọi chuyện nó sẽ tĩnh lặng hả quý vị ha. Thì đây là một cái tượng Quan Âm chất đá khá là chắc chắn hả quý vị ha, được tạc hai mặt luôn. Và tượng của chúng ta vẫn có cái ô quy của cái sự hình thành của một cái viên tinh thể ruby tự nhiên không quý vị ha. Rồi đá của chúng ta thì hoàn toàn là đá thiên nhiên hết không quý vị ha. Em bao quý vị luôn, tất tần tật những cái tượng đá ở đây đều hoàn toàn là thiên nhiên mà chúng ta có thể giám định ở bất kỳ trung tâm nào. Wow, kể đến thì cái tượng này hơi bị đẹp không quý vị ha. Tượng Quan Âm này hơi bị đẹp luôn. Bên ngoài nhìn đỏ lắm kìa chứ không phải như 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 này đâu. Em không hiểu sao lên video cái nó ra cái màu này. Chứ bên ngoài á, tượng của chúng ta rất là đỏ. Đây, chúng ta lại có thêm một tượng Quan Âm. Và quý vị có thể thấy là chi tiết ha, khá là sắc nét. Và độ bóng thì khá là cao hơn quý vị ha. Đó. Tượng Quan Âm của chúng ta khá là sắc nét và khá là chi tiết luôn. Và hầu như là tượng nào cũng tạc hai mặt ha quý vị ha. Với cái tượng này thì chúng ta bọc vàng 18, vàng 14 hoặc là vàng 10 cũng được. Nói chung là vàng gold là chúng ta bọc mặt dây chuyền rất là đẹp không quý vị ha. Và đây là một tượng của Phật Quan Âm tọa đài sen không quý vị ha. Đó. Chi tiết thì em để trên ngón tay như vậy để cho quý vị có thể hình dung nè. Tại vì tượng của chúng ta đều tạc từ tạc tay không quý vị ha. Nên thành ra không có cái tượng nào giống với cái tượng nào cả. Thì quý vị thích cái tượng nào chúng ta có thể chụp hình lại trên màn hình và chúng ta hỏi giá bên em làm gì không quý vị ha. Và tranh thủ đi quý vị ạ. À, để hôm thôi em đẩy cái lô hàng này là chúng ta lại không có hàng để mà chơi. Không có tượng Phật để mà dùng không quý vị ha. Phải chờ cái lô sau nữa. Mà mỗi lần mà em đẩy hàng thô đi mà tạc á, thì rất là nhiều. Nên thành ra tượng mỗi lần về là em lên video lên đóng vậy nè. Chúng ta ai chốt thì chốt, còn nếu không thì em sẽ đẩy lô không quý vị ha. Còn đây là ngày Thích Ca rồi, rất cái hộp luôn, bung cái hộp luôn. Ngày Thích Ca thì như quý vị có thể thấy là tượng của chúng ta ha tạc khá là ok luôn. Đây đó, và phía sau quý vị sẽ thấy một cái hoa thị đó. Đây là cái hoa thị ha quý vị ha. Một cái tinh thể sapphire thì thường thường là nó có hoa thị như thế này hoặc là ô quy đó. Tượng của chúng ta đây rất là đẹp. Đây em soi lại những cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tọa đài sen bằng ruby cho quý vị xem về cái độ ăn đèn ha, và cái chất thịt của tượng như thế nào. Đây đó quý vị thấy không, tượng của chúng ta đỏ ao à, lấy ra luôn. Còn rất là nhiều tượng, em sợ là video của em làm không có kịp quý vị ạ. Đấy. Đó, quý vị thấy đã không? Đó. Đây. Thì những cái tượng Quan Âm của chúng ta dày hả quý vị ha. Tượng tạc như cái tượng tượng hồi nãy chúng ta vừa xem thì
tạc khá là dày, nhưng mà nhìn thớ đá thì thông đèn rất là mạnh không vậy ha, có thể thấy đỏ ao một vùng luôn đấy. Thôi em để cái đèn nó nằm ngang vậy luôn nè quý vị, nằm ngang vậy luôn này chứ không có soi trực diện vào ha. Đó, hai tượng để đèn hồi rớt cái bợp cái rồi xong luôn. Ê, bởi cái tượng luôn. Ai đó có về thấy không, chất đá khá là ok, nhìn khá là phê luôn. Ba tượng nãy giờ chúng ta đi lòng vòng mới được có ba bốn tượng à, chúng ta còn khá là nhiều luôn quý vị ạ. À, cái này chắc em thấy quay lẹ quay lẹ sơ bộ thôi, tạc cũng nhiều mà ra tượng cũng nhiều luôn. Vâng, thì đây là tượng Ngài Di Lạc cổng đào không vậy ha, em chùi lại đây. Đây là Ngài Di Lạc cổng đào, tượng trưng cho sự hoan hỷ không quý vị ha. Và chất đá thì quý vị có thể thấy ha, đây xanh và thông không quý vị ha, Ngài Di Lạc cổng đào. Ừ, một tượng nữa cho qua đây. À không, chúng ta đi tượng đá ruby trước ha. Ở đây chúng ta có một mẹ Quan Âm và một Ngài Di Lạc ha quý vị ha. Đây, đó, chúng ta có Ngài Di Lạc cổng đào, đá là ruby quý vị ha. Wow, cái tượng này khá là dày quý vị ạ. Khá là dày luôn á. 1,4 cm nè quý vị. Chiều dày á 1,4 cm. Chiều ngang là 2,8 cm. Chiều cao là 2,7 cm. Ủa gì kỳ vậy? Đây là chúng ta có một cái tượng Di Lạc ha. Đá ruby phi. Khá là đẹp luôn. Màu không có ánh tím nhiều hơn quý vị ha. Và kế đến là một tượng mẹ Quan Âm. Một tượng mẹ Quan Âm cầm bình cam lộ hả quý vị ha, cũng khá là dày và khá là đẹp luôn. Đó, tượng như thế này chúng ta lên mặt dây thì khá là tuyệt vời ha. Tiếp, còn rất là nhiều, rất là nhiều. Nói chung là những cái video mà quá nhiều sản phẩm như thế này thì khi mà em làm clip em sẽ bị bối rối, nói chung là rối loạn tinh thần quý vị ạ. À, đây đây là một tượng mẹ Quan Âm cầm bình cam lộ và tạ đài sen, chất liệu là sapphire đất nông không quý vị ha, chất liệu là sapphire đất nông. Và chúng ta soi đèn ha, tượng này thì có sao ha, hoàn toàn là có sao nên chúng ta có thể thấy là ánh titan phản lại từ tà áo rồi đến bình cam lộ, nói chung là những cái nét mà nổi nổi như thế này nè thì đều được phản lại bởi cái ánh titan đó. Thì đây là tượng mẹ Quan Âm bằng sapphire không quý vị ha, mà sapphire, độ cứng của sapphire thì em chắc cũng không bàn cãi tới nữa rồi. Quý vị cũng xem video và cũng được LNG chia sẻ rất là nhiều ha. Còn đây là tượng Ngài Di Lạc cổng đào không quý vị ha. Chúng ta có thể thấy là chân của ngài rồi bụng của ngài rồi khuôn mặt của ngài khá là cân đối hả quý vị ha, khá là hoan hỷ luôn đó. Khúc sau này là nó quên đánh bóng nè hay gì nè, độ bóng kỳ quá đó. Hai tượng rồi, kế đến là chúng ta còn hai tượng Quan Âm nữa ha quý vị ha. Hai tượng Quan Âm đây đó, hai tượng Quan Âm chất đá khá là ok quý vị ha. Đó, và khi mà chúng ta soi đèn thì quý vị có thể thấy là cái cấu trúc của đá, cái sự hình thành của đá nó vẫn còn bên trong phôi đá không quý vị ha. Chúng ta vẫn thấy được cái ô quy của cái viên đá này, của cái phôi tạc này. Và tượng Quan Âm này thì
có nền xanh lẫn nền xám không quý vị ha, kể cả nền xanh lam luôn. Đây tượng Quan Âm chúng ta đây đấy, và thêm một cái tượng Quan Âm nữa ha quý vị ha, đây thêm một tượng mẹ Quan Âm nữa. Quý vị nãy giờ thấy đâu có cái tượng nào mà giống tượng nào đúng không quý vị? Bởi vì bên này chúng ta tạc là hoàn toàn tạc tây, và không có kiểu như là ra hình dáng đồng loạt ha quý vị ha. Chi tiết thì quý vị cũng đã xem qua rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta còn lại là bốn cái tượng Ngọc Bích. Vâng, thì bốn cái tượng Ngọc Bích này cả nhà cùng em xem qua ha. Thì trước tiên là chúng ta có hai cái tượng của Ngài Di Lạc, Ngài Di Lạc Cổng Đào không quý vị ha. Đó. Ngài Di Lạc Cổng Đào vác theo bao tiền ha quý vị ha. Wow, tài lộc đến rồi. Để em chùi cái sao sao thiếu bóng sao nha. Rồi quý vị ạ, sau khi chùi rồi quý vị thì ra để vô bao ni lông, bị cái bao ni lông dính dính đó quý vị, chùi ra thấy bóng loáng liền ha, đẹp gì đâu luôn á. Thì đây là tượng Ngài Di Lạc Cổng Đào không quý vị ha, và tất cả các tượng của chúng ta thì hoàn toàn là đá thiên nhiên và có thể bao giám định bất kỳ trung tâm nào luôn ha quý vị ha. Và như chất đá thì quý vị xem đây không có ruồi rết gì ha quý vị ha. Vì thường thì những cái phôi mà khi mà về những cái phôi mà sau khi nhập về chúng ta phải lọc ra những cái rạn, những cái ruồi rồi này nọ quý vị ạ. Thì chúng ta mới có thể cho tạc ra một cái tượng như thế này. Bởi vì khi mà chúng ta tạc một cái tượng như thế này, chúng ta lựa phôi không có tuyệt vời á, thì khi mà trên cái phôi nó có rạn đi, đang tạc 5 quả đào thì tự nhiên cái vết rạn nó bung cái là coi như là sửa lại cái tượng thì nó mất cân đối, là nó không còn được đẹp không quý vị ha. Bởi vậy thành ra những cái tượng bên LNG là những cái tượng tạc là phôi rất là ok. Rồi một tượng kế đến chúng ta có thêm một tượng Di Lạc nữa à, và em xin phép chùi ha quý vị ha, để không lên chúng ta lại tưởng là không bóng. Vâng, thì đây cũng là một cái tượng Di Lạc đang cổng đào ha quý vị ha, được tạc hai mặt rất là ok đó, nhìn rất là cân đối ha quý vị ha. Em xin phép cho qua để chúng ta đến với hai cái tượng nữa. Thì hai cái tượng nữa cũng hoàn toàn là từ ngọc bích ha quý vị ha, từ những cái phôi đá ngọc bích mà chúng ta tuyển chọn ra. Ai cha, sao khó mở vậy? À đây. Đây 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 đây. Hai tượng này thì khá đẹp ha quý vị ha. Đây. Hai tượng còn lại của chúng ta là hai cái tượng mẹ Quan Âm ha quý vị ha. Thì tượng này dù là nam hay là nữ chúng ta cũng có thể đeo được nè, vì khá là to hơn quý vị ha, khá là to. Và chất đá thì như quý vị thấy rồi ha, đây em sẽ che tay em lại cho nó giảm sáng lại đấy. Quá đẹp đúng không quý vị? Rồi bây giờ chúng ta nhìn qua bóng sáng bên ngoài, nhìn dựa vào bóng sáng của cái ánh đèn chiếu vào tượng thì quý vị có thể thấy là những cái chi tiết tạc rất là sắc nét và rất là uyển chuyển không quý vị ha, rất là cân đối luôn. Ví dụ như là khuôn mặt rồi tóc vân vân không quý vị ha, tà áo thì rất là uyển chuyển nè, chân thì rất là mảnh và thon nè, nói chung là chi tiết khá là ok, độ bóng thì khá là tuyệt vời. Rồi một một tượng Quan Âm kế đến vẫn là một tượng Quan Âm nữa ha quý vị ha. Ủa sao hai tượng tạc giống nhau vậy ta, tập tay mà kỳ vậy? À có độ khác ha quý vị ha, đó đó chính là cái khác biệt giữa giữa tạc tay và tạc máy ha quý vị ha. Chúng ta có thể thấy là hai cái cấu trúc tạc là từ mắt, mặt, mũi, miệng cho đến hoa đồ các kiểu hả quý vị ha, đều hoàn toàn khác nhau. Đây đây là một cái tượng Quan Âm nữa, độ bóng này chúng ta giờ kiểm tra độ bóng trước hả quý vị ha.
Nhìn từ trên xuống thì chúng ta có thể thấy là dựa vào cái độ bóng sáng của ánh đèn, chúng ta có thể thấy là những cái chi tiết khá là ok hả quý vị ha, quá xá đẹp luôn. Độ bóng thì khá là mướt mượt mượt. Và bây giờ chúng ta sẽ xem chất đá bên trong đây. Chất đá quan trọng bên trong của tượng Quan Âm đây quý vị ạ. Đẹp quá đúng không, phải không cả nhà mình ơi, đẹp quá xá đẹp. Chúng ta có thể mua những cái tượng như thế này để chúng ta làm mặt dây chuyền đeo, hoặc là chúng ta để ở trên những chiếc xe hơi của chúng ta ha. Chúng ta bọc dây và chúng ta treo trên xe hơi nhằm cầu đến cái sự bình an và phước lành hơn quý vị ha. Bởi vì lòng từ bi của mẹ Quan Âm luôn luôn che chở cho chúng ta. Em hơi bị đi 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 xa không vậy ha. Rồi thì cảm ơn cả nhà của chúng ta đã xem qua video và đã đồng hành cùng LNG và ủng hộ LNG. Bây giờ là 9 giờ tối rồi. Và ngày hôm nay là một ngày đầy đầy mưa và đầy công việc. Thì LNG xin chào và cảm ơn cả nhà của chúng ta đã đồng hành cùng LNG nhé.